Angela Phương Trinh cả gan tỏ tình với thủ môn soái ca Bùi Tiến Dũng. Thủ môn Tiến Dũng của đội tuyển U23 Việt Nam đã có vô vàn fan girl, không chỉ vậy mà cả Minh Tú và Angela Phương Trinh cũng phải xao xuyến đến. Chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam trước U23 Iraq tại tứ kết giải U23 châu Á đang khiến tất cả các fan của bóng đá phát cuồng. Sau 90 phút cùng hiệp phụ căng thẳng, đội tuyển Việt Nam đã chiến thắng đầy gay cấn trên chấm phạt đền. Sau trận đấu, Bùi Tiến Dũng cũng là cái tên được hô vang ở khắp nơi và anh chàng cũng trở thành người hùng mới của cộng đồng mạng. Nếu như cả đất nước đang ăn mừng vì chiến thắng lịch sử của các chàng trai, thì hình ảnh của thủ môn Tiến Dũng và trung vệ Tiến Dũng đang trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Có lẽ sau đêm qua, hai cầu thủ này đã có thêm vô vàn fan girl, những người đang suýt xoa trước vẻ ngoài điển trai và phong độ cực ngầu của họ trên sân khấu. Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã xuất sắc bắt trọn quả Valenti đầu tiên của đội tuyển Iraq, không nằm ngoài hội chị em phụ nữ đang điêu đứng vì hai cầu thủ trẻ, bà mẹ nhí Angela Phương Trinh và huấn luyện viên The Face Minh Tú cũng đã xao xuyến trước hình ảnh của hai Tiến Dũng và thể hiện tinh thần fan girl mạnh mẽ lên trang cá nhân của mình. Nếu Angela Phương Trinh ao ước được làm người yêu của chàng thủ môn điển trai, thì Minh Tú dường như lại mong muốn được trở thành máy bay của Tiến Dũng. Hình ảnh của thủ môn Tiến Dũng trong trận đấu tối 20 tháng 1 đã khiến Angela Phương Trinh phải xao xuyến tới nỗi bày tỏ trên trang cá nhân Facebook và Instagram: "Anh gì ơi, làm người yêu em coi, Tiến Dũng ơi, anh có nghe thấy lời kết thân này của Phương Trinh hay không?" Không chỉ có Angela Phương Trinh bày tỏ niềm hạnh phúc và hâm mộ, mà cả Minh Tú cũng vậy, chính vẻ ngoài nam tính của Tiến Dũng khiến vị giám khảo khó tính của The Face cũng phải mềm lòng và rung động. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng chọn thủ môn Bùi Tiến Dũng. Được biết, nam thủ môn Bùi Tiến Dũng sinh năm 1997. Anh chàng điển trai Tiến Dũng cũng sở hữu cơ bụng 6 múi. Bùi Tiến Dũng khởi nghiệp ở vị trí trung vệ trong màu áo một đội bóng trẻ ở Thanh Hóa. Cầu thủ sinh năm 1997 bị đẩy xuống bắt gôn khi đội bóng thiếu người, đã từng cùng đội tuyển quốc gia chinh chiến chiến cực tại U23 World Cup, nhưng sau đó Tiến Dũng lại không có cơ hội thể hiện ở đấu trường SEA Games 29. Dưới thời cầm quân của huấn luyện viên Hàn Quốc, anh lại là ưu tiên hàng đầu ở vị trí khung gỗ và lựa chọn của huấn luyện viên người Hàn Quốc quá là sáng suốt. Hiện tại rất nhiều người dành cho Tiến Dũng những lời khen có cánh và tin tưởng rằng anh sẽ tiếp tục cùng đội tuyển U23 Việt Nam làm nên chuyện tại vòng bán kết. Sau việc phát điên khi U23 Việt Nam vào bán kết U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam và U23 Iraq đã tạo ra một cuộc rượt đuổi đến điên rồ khi kết thúc với tỷ số 3-3 sau 120 phút. Đây là một thành tích làm nức lòng người fan hâm mộ bóng đá trong nước gần đây. Tối 20 tháng 1, tuyển U23 Việt Nam đã làm nên một kỳ tích chấn động khi đánh bại tuyển U23 Iraq trong trận tứ kết để trở thành một trong bốn đội mạnh nhất của khu vực châu Á. Thế nhưng niềm vui không dừng lại ở đó với chiến thắng tự hào này. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã sở hữu tấm vé chiến thắng vào bán kết U23 châu Á 2018. Ngay sau khi kết thúc trận tranh tài giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq, trên mạng xã hội tràn ngập những lời chúc của sao Việt và người hâm mộ dành cho các cầu thủ và đồng đội ở tuyển U23. MC Phan Anh dùng từ "anh em ơi ra đường thôi" để miêu tả về chiến thắng của tuyển U23 Việt Nam khi giành vé vào bán kết U23 châu Á 2018. Hoa hậu Phạm Hương cũng chung niềm tự hào với chiến thắng của U23 Việt Nam. Dù bận rộn với công việc hoa hậu, Đỗ Mỹ Linh vẫn không quên cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Đỗ Mỹ Linh cho biết mình cũng là một trong những fan cứng của bóng đá Việt Nam. Siêu mẫu Xuân Lan bày tỏ niềm vui với chiến thắng lịch sử của đội tuyển U23. Vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh cảm thấy tự hào trước chiến thắng của U23 Việt Nam. Là người dành trọn cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp bóng đá, cựu cầu thủ Công Vinh rất tự hào về lớp đàn em U23. Ông Cao Thắng phấn khích với chiến thắng lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam. Á hậu Mâu Thủy chia sẻ lên trang cá nhân, điều kỳ diệu đã đến, Việt Nam ơi, tự hào quá. Hoa hậu Hoàng Cầu Khánh Ngân chia sẻ cảm xúc tự hào với kết quả chiến thắng của U23 Việt Nam. Minh Tú cũng là một trong những người mẫu có niềm đam mê với bóng đá nước nhà, cô vô cùng tự hào với chiến thắng của U23 Việt Nam.
Lê Thúy đích thị là cô người mẫu có niềm đam mê bất tận với bóng đá Việt Nam, khi dường như trận đấu nào cô cũng theo dõi và ủng hộ đội tuyển U23. Chun Phạm chia sẻ niềm tự hào với bóng đá Việt Nam. Hương Tràm dù đi diễn nhưng vẫn rảnh tranh thủ thời gian về xem ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Ninh Dương Lan Ngọc vẫn còn cảm giác không thể tin được vào mắt mình khi U23 Việt Nam giành chiếc vé bước vào bán kết U23 châu Á 2018. MC Thành Trung được biết đến là một trong những nghệ sĩ có niềm đam mê sân cỏ, vì thế những trận đấu lịch sử như hôm qua anh không thể bỏ lỡ dù đang bận rộn với công việc. Nữ ca sĩ Trương Kiều Diễm chia sẻ cảm xúc tự hào đối với các chàng trai U23 Việt Nam. Ca sĩ Khắc Minh chia sẻ dự là Sài Gòn tối nay không ngủ. Người mẫu Hùng Quang cũng chung cảm xúc tự hào với kết quả chiến thắng của U23 Việt Nam. Trấn Thành bất ngờ ngỏ ý mai mối em gái Úc cho soái ca Isaac. Việc xe duyên này được Trấn Thành thực hiện khi nam ca sĩ có mặt trong tiệc cưới hoành tráng của gia đình anh. Vào tối ngày 19 tháng 1, gia đình Trấn Thành tiếp tục tổ chức tiệc cưới hoành tráng cho cô em gái Huỳnh My. Đây là lần đãi tiệc thứ hai cho sự kiện này, bởi lẽ gia đình nam MC muốn được thiết đãi mọi người một cách chu đáo và hoành tráng nhất. Điều này đã khiến nhiều quan khách bất ngờ vì sự nồng nhiệt của gia đình Trấn Thành. Cũng giống như tiệc lần trước, Huỳnh My và ông xã người Hồng Kông quyết định chọn tông màu trắng xanh làm chủ đạo. Là em gái của một nghệ sĩ nổi tiếng làng giải trí Việt, nên Huỳnh My nhận được nhiều sự chúc mừng của nhiều sao Việt. Là những đồng nghiệp thân thiết của anh hai Trấn Thành, dù bận rộn công việc vào ngày cuối tuần, nhưng họ vẫn dành thời gian đến tham gia lễ cưới. Hà Hồ, Kim Lý, Isaac cũng dành thời gian đến dự tiệc cưới của gia đình Trấn Thành. Sau khi tiệc cưới kết thúc, quản lý của nam ca sĩ, đồng thời là một khách mời tại ngày vui này, đã bất ngờ hé lộ về một câu chuyện hết sức thú vị. Theo đó, Trấn Thành đã khá hài hước khi quyết định xe duyên cho cô em gái Úc Huỳnh Ân với Isaac. Cụ thể, dòng trạng thái của quản lý Isaac khi dự tiệc cưới nhà Trấn Thành. Trai đi ăn cưới, tưởng không quen, ai dè ngồi cùng bàn với Chế Hương cười suốt buổi. Trấn Thành còn làm mai em gái Úc của ổng cho ai sái nhà mình nữa chứ. Ngoài em gái kế Huỳnh My, Trấn Thành còn có cả cô em gái Úc Huỳnh Ân. Huỳnh Ân sở hữu nhan sắc xinh đẹp, gương mặt thon gọn không thua kém gì các hot girl khác. Dường như em gái Úc nhà Trấn Thành cũng khá thần tượng và thích Isaac khi cô cũng chia sẻ hình ảnh chụp chung với nam ca sĩ lên trang cá nhân của mình. Huỳnh Ân thi đậu hai trường đại học và sở hữu năng khiếu nghệ thuật giống anh trai. Hiện tại em Úc của Trấn Thành vẫn chăm chỉ học tập và tham gia các hoạt động văn nghệ tại trường. Lý do thực sự khiến Trường Giang bất chấp cướp sóng cầu hôn Nhã Phương. Theo chia sẻ của bản thân, thì chuyện tình cảm của Trường Giang Nhã Phương đang trên đà trục trặc, nên nam danh hài bắt buộc phải làm như vậy. Hai ngày qua, khán giả vẫn còn chưa hết xôn xao vì câu chuyện tại buổi lễ trao giải Mai Vàng 2017. Theo đó, Trường Giang đã được xướng tên ở hạng mục Nghệ sĩ hài của năm. Điều đáng nói ở đây, giây phút thể hiện cảm xúc của mình, mười khó bất ngờ cầu hôn bạn gái Nhã Phương trước hàng trăm khán giả và đồng nghiệp. Trường Giang còn cầm nhẫn trên tay tuyên bố hùng hồn, từ hôm nay nhà cửa tiền bạc, xe cộ thậm chí là hơi thở của anh, tất cả là của em, từ hôm nay hãy gọi anh là chồng. Trước hành động lãng mạn của Trường Giang, có sao Việt lên tiếng ủng hộ nhưng cũng có người cảm thấy hành động này quá lố, làm ảnh hưởng đến chương trình truyền hình trực tiếp và cả những khách mời đang có mặt trong khán phòng. Mới đây, nhiều bạn bè cũng là đồng nghiệp thân thiết của Trường Giang đã hé lộ nhiều thông tin bất ngờ xoay quanh câu chuyện cầu hôn này. Hầu hết mọi người đều cho rằng nam diễn viên đã bị vô thế và anh chắc chắn đã suy nghĩ rất nhiều mới hành động. Kết cục Trường Giang cũng chỉ muốn giữ tình yêu của mình. Trả lời cho một trang tin điện tử, Quách Ngọc Tuyên, người đồng nghiệp thân với mười khó tại sân khấu kịch, đã bộc bạch suy nghĩ của mình về sự việc. Sau rất nhiều đắn đo thì nam diễn viên trẻ mới chịu hé lộ vì anh không muốn mình bị vướng chuyện PR bản thân. Quách Ngọc Tuyên chia sẻ, về khí cạnh riêng tư, ở thời điểm hiện tại bây giờ của Trường Giang, Giang làm vậy là đúng. Giang phải đắn đo suy nghĩ nhiều lắm mới làm điều đó trên sóng truyền hình. Giang là người biết nhìn xa trông rộng, nhưng Giang đã bị vô thế rồi, buộc phải làm vậy vì Giang muốn giữ hạnh phúc của mình. Anh nói thêm, về phía cạnh chung, hành động đó của Giang có chút lãng mạn, nhưng bị ảnh hưởng nhiều tới đồng nghiệp. Nhưng bất kỳ ai ở trường hợp của Giang cũng làm vậy thôi.
Giang không phải đứa con nít để đi công khai chuyện riêng tư trên toàn quốc cho mọi người thấy. Vì việc đó, đối với những fan yêu thích Trường Giang, họ sẽ thất vọng và buồn lắm. Tôi nghĩ rằng câu chuyện này bị đẩy lên là do một số fan quá khích, chỉ trích Quý Bình, nhưng anh trai Trường Giang đã xin lỗi Quý Bình rồi. Các Phượng thì ủng hộ Trường Giang hết mình. Nữ diễn viên để lại bình luận trên dưới dòng trạng thái mà Trường Giang làm MC vướng khá nhiều lỗi trước ngày cầu hôn. Theo cách nói của các Phượng thì dường như mối quan hệ của cặp đôi này đã gặp phải vấn đề và bây giờ cầu hôn được thì tất cả lại đâu vào đấy, ổn hết. Bên cạnh đó, diễn viên Bích Trâm, người ngồi cạnh Nhã Phương tại lễ trao giải cũng tiếp tục hé lộ câu chuyện tại hiện trường. Được biết Trường Giang đã nhờ người gọi Nhã Phương ra ngoài nhưng cô không ra. Và thế là nam diễn viên quyết định làm điều táo bạo này ngay trên sóng truyền hình. Nhã Phương chính thức lên tiếng về màn cầu hôn của Trường Giang. Đây là lần đầu tiên Nhã Phương lên tiếng giữa ồn ào dư luận về màn cầu hôn trên sóng trực tiếp với Trường Giang. Sau hơn 2 ngày, màn cầu hôn của Trường Giang Nhã Phương diễn ra trên sân khấu lễ trao giải Mai Vàng. Cả showbiz Việt dường như dồn sự quan tâm đến cặp đôi, diễn viên đình đám này. Tuy nhiên, suốt hơn 2 ngày qua, cả Trường Giang và Nhã Phương đều giữ im lặng trước mọi lời bàn tán, xen lẫn chỉ trích từ khán giả đồng nghiệp. Cho đến mới đây, Nhã Phương mới có những chia sẻ chính thức lên trang fanpage. Mặc dù không nói rõ đến màn cầu hôn với Trường Giang tối ngày 18 tháng 1, song Nhã Phương lại khéo léo nhắn nhủ đến khán giả, đã đọc hết tin nhắn, bình luận mà mọi người gửi đến, dù số lượng tin nhắn từ công chúng là rất lớn. Cuối tuần an nhiên nhé cả nhà, Phương xin cảm ơn những lời nhắn nhủ hỏi thăm của mọi người, vì số lượng tin nhắn và bình luận quá nhiều nên Phương không thể trả lời hết được. Tuy nhiên mọi yêu thương nhắn gửi của cả nhà, Phương đều đã đọc hết, yêu cả nhà, Nhã Phương viết. Chia sẻ mới nhất của Nhã Phương sau hơn 2 ngày được Trường Giang cầu hôn. Ngay sau đó, rất nhiều bình luận từ khán giả người hâm mộ đã lập tức gửi đến Nhã Phương. Đa phần mọi người đều khuyên cô nên đồng ý lời cầu hôn của Trường Giang và mong cặp đôi sẽ sớm về chung một nhà. Rất nhiều khán giả đã gửi lời chúc phúc tới cặp đôi và mong Trường Giang Nhã Phương sẽ sớm trực tiếp chia sẻ về màn cầu hôn vừa qua. Được biết hiện Nhã Phương và Trường Giang đang cùng tham gia một lịch trình quay quảng cáo tại Thái Lan. Vào sáng sớm ngày 21 tháng 1, một số hình ảnh hậu trường của Nhã Phương trong buổi quay quảng cáo cũng được cư dân mạng chia sẻ. Về phía Trường Giang, nam danh hài vẫn chưa có chia sẻ gì về màn cầu hôn bất ngờ trước sóng trực tiếp. Hình ảnh đầu tiên của Nhã Phương Trường Giang sau màn cầu hôn trên sóng truyền hình. Hiện những hình ảnh này của Nhã Phương đang được đông đảo khán giả chia sẻ nhanh chóng trên khắp các trang mạng xã hội. Màn cầu hôn tại sân khấu lễ trao giải Mai Vàng gây ồn ào dư luận của Trường Giang Nhã Phương đã diễn ra được hơn 2 ngày. Mặc cho hàng loạt thông tin bên lề như chiếm sóng cầu hôn gây ảnh hưởng nặng nề cho ban tổ chức chương trình và nhà đài, cặp đôi nảy sinh tranh cãi lớn tại chung cư Nhà Bè sau khi rời khỏi lễ trao giải Mai Vàng tối 18 tháng 1 được công chúng liên tục bàn tán. Trường Giang Nhã Phương vẫn giữ thái độ im lặng và không lên tiếng chia sẻ về bất cứ điều gì. Có thể nói sau màn cầu hôn trước sóng truyền hình, cặp đôi dường như mất tích nên càng khiến khán giả dành nhiều sự quan tâm hơn. Cho đến mới đây, một tài khoản Facebook chia sẻ hình ảnh được cho là từ một buổi quay quảng cáo với sự xuất hiện của cả Trường Giang và Nhã Phương tại Thái Lan. Được biết, anh trai Trường Giang cũng có mặt tại xứ sở Chùa Vàng thời điểm này nên khán giả càng khẳng định cặp đôi đang có lịch trình tại nước ngoài sau cầu hôn. Hình ảnh ghi lại cảnh quay quảng cáo của Nhã Phương tại xứ sở Chùa Vàng sau màn cầu hôn với Trường Giang. Trường Giang được cho là người mặc áo xanh chỉnh tóc cho bạn gái. Theo tìm hiểu, Trường Giang Nhã Phương đã cùng nhau sang Thái Lan quay quảng cáo ngay sau buổi tối diễn ra lễ trao giải Mai Vàng, chính vì thế cặp đôi không chia sẻ hay trả lời những ồn ào xung quanh. Hiện khán giả vẫn vô cùng mong ngóng Nhã Phương Trường Giang sớm hoàn thành lịch trình để có câu trả lời với mọi người về màn cầu hôn gây tranh cãi vừa qua.